Xin kính chào quý vị và các bạn. Do hội tụ gió trên mực 1.500m được hình thành và hoạt động mạnh dần nên tại khu vực Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm nay mưa rông sẽ có xuống gia tăng và duy trì trong 2 ngày tới. Cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở khu vực vùng trũng và thấp. Sang ngày 26 thì mưa sẽ có xuống giảm dần Tương tự các tỉnh thành ở phía Tây Bắc Bộ trong hai ngày tới cũng sẽ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối. Cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc cũng như là gió giật mạnh. Người dân cũng cần đề phòng với lũ quét, sạt lở đất rất dễ xảy ra. Nền nhiệt trên khu vực sẽ không quá cao, dao động trong khoảng 23 đến 34 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, rãnh áp thấp vẫn là nguyên nhân chính gây ra mưa nhiều cho các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng tại vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sang ngày mai mưa sẽ giảm do dạnh áp thấp hoạt động yếu đi, nhiệt độ vì vậy mà cũng tăng dần. Khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác, cục bộ sẽ có mưa to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông. Sang ngày mai mưa ở trên khu vực sẽ có xuống giảm dần và nhiệt độ sẽ tăng dần. Vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới thời tiết phổ biến ngày trời nắng, về chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng ở phần bắc của Tây Nguyên, ngày 24 tháng 5 cục bộ sẽ có mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ trong 3 ngày tới cũng có mưa rông lúc chiều tối, ban ngày có nắng, và nhiệt độ ngày đêm ở trên khu vực sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ, có nơi vượt ngưỡng 35 độ, có nắng nóng cục bộ.